Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 19 tháng 5, thì Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019, PAR Index 2019 của các bộ và cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Bộ Tài chính tiếp tục đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về PAR Index 2019. Theo bảng xếp hạng PAR năm 2019 của các bộ, Bộ Tài chính đứng thứ 2 trên tổng số 17 bộ và ngành được xếp hạng với 94,77%. Đứng thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước với 95,4% và đứng thứ 3 là Bộ Tư pháp với 90,12%. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, 16 trên 17 đơn vị có chỉ số cải cách hành chính tăng hơn so với năm 2018, trong đó Bộ Tài chính có giá trị điểm số tăng 4,59 điểm. Phân tích về 7 chỉ số thành phần của PAR Index, ở hầu hết các chỉ số, Bộ Tài chính đều có mức tăng cao và đạt thứ hạng cao về mức độ cải cách hành chính. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính giữ vị trí trong top 3 về cải cách hành chính. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chấm điểm năm 2012 đến nay, Bộ Tài chính đã có cải thiện đáng kể về chỉ số cải cách hành chính.